Ca với Nhi làm việc tại công ty Nguyễn Production. Và hiện thì hai chị em đang ráo riết để chuẩn bị ra album mới của mình. Ca sĩ Nguyên Vũ là người cùng dẫn chương trình với Yến Trang đã ra album với cái tên là Đúng Rồi. Đúng Rồi. Đúng là một cái câu hiệu mà hầu như khi nhắc đến Đúng Rồi là phải nhắc tới Yến Trang với Nguyên Vũ. Thì không biết là sắp tới các bạn ra album đặt tên gì? Cái này thì xin bí mật. Khi nào mà Yến Trang Nhi phát hành thì sẽ bật mí cho tất cả các bạn biết. Xin giới thiệu Yến Trang, người đồng đội đầu tiên của bạn ngày hôm nay đó là bạn Vũ Long. Mời Yến Trang đến làm quen với bạn ấy. Dạ. Chào. Thưa quý vị và các bạn, và vị khách mời thứ hai đó là nam ca sĩ Đăng Khôi. Chào Đăng Khôi. Chào chị Bảo. Đăng Khôi là một trong những nam ca sĩ của chúng ta có rất là nhiều các bạn tuổi teen, đặc biệt là các bạn nữ. Hình của bạn Đăng Khôi được cắt ra từ miếng nhỏ, miếng lớn, dán hết đầu giường, dán bên bìa sách, bìa tập vở rồi vân vân. Yeah. Nói chung là thần tượng của các bạn nữ tuổi teen phải không? Dạ, yeah, cái đó thì Đăng Khôi cũng không biết, nhưng mà nếu mà được như vậy thì Đăng Khôi cũng trân trọng những tình cảm mà các bạn đã dành cho Đăng Khôi. Thế thì ngoài công việc ca hát thì có tham gia đóng phim không? Tôi thấy ngoại hình của Khôi rất là đầy đủ tiêu chuẩn để có thể trở thành một diễn viên. Cảm ơn chị Bảo. Lúc trước thì Đăng Khôi có tham gia một bộ phim Chuyện Nhựa của hãng phim Chuyện Một. Có tham gia rồi. Yeah, của đạo diễn Trần Phương. Thì lúc đó thì Khôi có tham gia cùng hai diễn viên cũng rất là nổi tiếng. Đó là anh Quyền Linh, anh Minh Đạt và một chị Giáng My nữa. Giáng My, phim tự phim là gì? Khi Người Ta Yêu ạ. Khi Người Ta Yêu, à đúng rồi. Lúc đó thì Khôi nhớ là Khôi có tham gia là người yêu của vào vai một họa sĩ là người yêu của chị Giáng My. Mới một cái vai đầu tiên mà đã tạo một tình yêu rất ấn tượng. Tôi nghĩ chắc bạn cũng khó quên lắm. Em luôn luôn có những kỷ niệm vào đoàn phim vui, và khi hy vọng rằng là sau về sau nữa thì có những lời mời hay có những cái vai mà mình cảm thấy phù hợp thì chắc chắn là Khôi sẽ tham gia được nhiều hơn. Vâng, xin chào đón bạn đến với lĩnh vực điện ảnh nữa. Dạ, xin cảm ơn. Và xin cảm ơn bạn Khôi đã đến với chương trình chúng tôi. Giới thiệu với bạn người đồng đội của bạn đầu tiên ngày hôm nay đó là bạn Hồng Ân. Mời Khôi hai đến làm quen với bạn ấy đi. Chào anh. Và tôi xin chúc cho các bạn trẻ ngày hôm nay có một cuộc chơi thật là vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kim Tự Tháp có tất cả là 4 vòng thi, bao gồm 2 vòng thi khám phá Kim Tự Tháp và 2 vòng thi chinh phục Kim Tự Tháp. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của nhãn hàng Kayla. Và bây giờ vòng thi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình mang tên Khám phá Kim Tự Tháp. Ở vòng này chúng ta có tất cả là 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Miền Nam đi trước về sau, một lần nhớ mặt, dáng quê, giang mãi bài ca, phố đêm, và chủ đề cuối cùng của chúng ta là thành phố lên đèn. Trước khi các bạn bước sang từng chủ đề, tôi xin nói qua một số quy định của trò chơi này như sau. Người gợi ý sẽ ngồi trước màn hình vi tính, các đáp án lần lượt được thể hiện. Bạn hãy nhanh chóng dùng những từ ngữ, lời nói hay bất cứ hành động nào để diễn đạt cho người đối diện có thể hiểu từ mà bạn muốn nói. Và xin lưu ý tất cả sự diễn đạt này không được có từ nào trùng với từ có trong đáp án. Nếu vi phạm, chúng ta sẽ nghe một tín hiệu và bạn sẽ không được tính điểm cho đáp án đó. Bạn có tất cả là 30 giây để diễn đạt tất cả 7 đáp án. Mỗi một đáp án đúng được 1 điểm, 1 điểm tương đương một giá trị tiền thưởng là 100.000 đồng. Sau đây mời bạn Y Trang được lựa chọn chủ đề đầu tiên. Theo như quyết định của hai tụi em thì tụi em sẽ chọn chủ đề là Miền Nam đi trước về sau. Chủ đề đầu tiên của chúng ta là Miền Nam đi trước về sau. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ gợi nhớ miền Nam. Có lẽ là trong rất là nhiều bài hát nói về miền Nam, chúng ta sẽ có những một vài hình ảnh và bạn hãy nhớ lấy. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái nơi mà có chợ Bến Thành có hai từ mình thường gọi là gì? Sài Gòn. Đúng. Ở trên trời như thế này làm cho đường ướt. Mưa. Ngược với mưa. Nắng. Ở cái đường cắt ngang Lê Lợi, gần Lê Lợi. Nguyễn Huệ. Không. Gần Nguyễn Huệ. Bỏ qua. Cái nơi mà đi ra có sông có ba từ.
người ta thường gọi là cái gì ở ngoài Sài Gòn á. Ở ngoài Sài Gòn đi ra có ba từ. Bỏ qua. Con sông đó nằm bên bến phà Thủ Thiêm, bên quận 2 phải không ạ? À? Đó là bến Bạch Đằng. Đó là nơi mà thường thường chúng ta thấy vào những dịp vào buổi chiều hay là buổi tối có rất là nhiều các bạn thanh niên nam nữ đến đó để người ta hóng gió, hóng mát. Bây giờ chúng ta đến với chủ đề thứ hai. Chủ đề này dành cho đội của bạn Đăng Khôi. Đăng Khôi và Hồng Ân đã quyết định là chọn tiếp theo chủ đề của Yến Trang chọn. Bên đội Yến Trang chọn đó là chủ đề một lần nhớ mãi. Chủ đề một lần nhớ mãi, gợi ý của chủ đề này như sau. Những loại trái cây đặc trưng của Nam Bộ. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều dịp để nói về miền đất Nam Bộ của chúng ta, vì chúng ta cũng kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến, đó là ngày 23 tháng 9. Và đây cũng là chủ đề có điểm thưởng. Các bạn hãy cố gắng trả lời chính xác hết 7 câu hỏi, các bạn sẽ nhận thêm số điểm thưởng trị giá 300.000 đồng. Các bạn hãy chuẩn bị. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Bỏ qua. Trái gì mà có gai, có gai, có gai? Sầu riêng. Trái gì cát hòa lộc? Xoài. Trái gì mà đỏ đỏ, đỏ đỏ mà bán nhiều chơm. Không nhẹ. Đỏ bé xíu chút xíu này mà rất là rẻ. Trái gì mà dâu? Bỏ qua. Sơ ri. Trái gì mà mùa mưa có nhiều cái sợi dâu ra? Chơm chơm. Trái gì mà dùng để mà trái màu xanh xanh nhá. Màu xanh xanh cũng có thể gọi là trái bơ, nhưng mà trong đáp án chúng ta là mãng cầu sim. Các bạn đã trải qua hai chủ đề và bây giờ chúng ta đến với chủ đề tiếp theo. Chủ đề này dành cho đội bạn Yến Trang. Tụi em chọn chủ đề dáng quê à? Chủ đề dáng quê. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những loại cây thường thấy của Nam Bộ. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Vườn cây gì? Bỏ qua, bỏ qua. Cái trái gì? Nâu. Nâu. Nâu mà ruột nó... Có nhiều muối phải không? 4 muối. Thôi đừng tả nữa, bạn đừng đi bạn. Cái gì? Uống nước rồi ăn được cơm luôn. Dừa. Ăn chua, con gái thì thích ăn. Xoài. Thái cũng có. Thái cũng có nhưng mà trái gì mới được? Trái dài dài nó... Dài dài sao? Bỏ qua. Thấy không, tới trái cây thấy bạn Yến Trang bạn rất là sốt sắng. Và muối, trái gì có muối mà phải hỏi trái gì nữa, mấy muối. Chúng ta đến với chủ đề tiếp theo. Chủ đề này dành cho đội bạn Đăng Khôi. Mời các bạn chọn chủ đề. Dạ đội em xin chọn thành phố lên đèn. Thành phố lên đèn. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những nơi vui chơi giải trí vào ban đêm ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Nơi nào có cây xanh nhiều? Công viên. Mình lên mạng thì mình đi ra đâu? Lên mạng thì lên dịch vụ á. Internet. Tiệm quán internet. Hai từ. Tiệm internet. Có hai từ. Giống như quán bar. Club. Quán bar. Bỏ qua. Qua. Cái gì chấm chấm kỳ quà hai chữ. Công viên. Hai Hồ. Chữ. Hai chữ về chợ đêm Kỳ Hòa. Ngoài chợ đêm ở Kỳ Hòa ra, chúng ta còn thấy chợ đêm ở đâu mà dễ thấy nhất nè? Ở Bến Thành. Dạ, ở Bến Thành có chợ đêm mà hình như đó là một trong những khu chợ đêm được ra đời đầu tiên phải không ạ? Rồi đến sau đó đến chợ đêm Kỳ Hòa, vân vân. Các bạn đã trải qua 4 chủ đề, số điểm hiện nay của hai đội như sau. Cả hai đội đều được 5 điểm, xin chúc mừng cả hai đội. Như vậy chúng ta bước sang chủ đề thứ 5. Chủ đề này dành cho đội bạn Đăng Khôi. Mời các bạn chọn chủ đề. Em sẽ chọn chủ đề phố đêm ạ. Phố đêm, đêm nữa. Đêm nữa. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những món ăn đêm phổ biến ở Sài Gòn. Bạn có thể kể cho bạn Ân biết vài món mà bạn dùng vào ban đêm sau khi đi diễn về không bạn Đăng Khôi? Sau khi đi diễn về thì Khôi cũng đi ăn hàng. Ví dụ như là ăn ốc nè. Ốc. Ăn cơm tấm nè. Ốc cơm tấm. Rồi ăn mì xá xíu hay là rồi là hủ tiếu. Đó là những món mà cô hay ăn đêm. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu.
ăn cái gì mà dùng gạo nấu ra cơm tấm? Không phải, gạo nấu ra nhuyễn nhuyễn mà úp cháo. Ăn cái gì Nam Vang, cái gì hủ tiếu, cái gì chơi chấm cua mà giống bên cạnh giống kiểu hủ tiếu mà gì, mì không phải, bỏ qua. Có cái gì mà trái trứng đặt vào trong ăn với rau răm mà đập hộp gì lộn ăn ốc. Ăn gì lạnh lạnh á? Kem. Kem là đúng rồi, nhưng mà trễ quá phải không ạ? Chủ đề cuối cùng là vang mãi bài ca. Chủ đề này dành cho đội bạn Hữu Trang. Các bạn hãy lắng nghe gợi ý của chủ đề: những ca khúc viết về Sài Gòn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Bỏ qua. Bài hát có mấy từ? La 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 la. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Bỏ qua. Bài hát có mấy từ đó, bạn cứ nói. Bài hát có mấy từ? Bỏ qua. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bỏ qua. Bài hát có 4 từ. Bạn cứ bỏ qua, bỏ qua. Có tên gì ở trong đó? Bạn Yên Trang, bạn vui lòng kể ra 100 bài hát có tên 4 từ cho bạn. Cho bạn Long được biết ạ. Đáng lẽ nếu mà chủ đề này thì bạn Yến Trang gợi ý sẽ dễ hơn cho bạn Vũ Long phải không ạ? Có lẽ là lúc này thì bạn Long cũng hơi hồi hộp. Tại vì nãy có bàn với nhau là Long cũng biết nhiều bài hát lắm. Thôi thì để cho Long gợi ý Trang trả lời tên bài hát. Tại vì Trang cũng là game ham với ngôi sao thì rất là biết nhiều tên bài hát. Cho nên ví dụ bạn hát ra bài gì hoặc là bạn gợi ý tí xíu thì Trang có thể nói được. Nhưng mà có lẽ là tại hồi hộp quá, nhưng mà không có sao đâu bạn. Nhiều khi bạn Long bạn biết những bài hát như là Tình Đã Phôi Pha hay là Đã Xa Anh Rồi hay là Sài Gòn thì Long cũng rành. Chúng ta đã trải qua tất cả là 6 chủ đề số điểm hiện nay của hai đội sau. Đội của bạn Yến Trang được 6 điểm và đội bạn Đăng Khôi 9 điểm. Tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai. Chúc mừng bạn. Có lẽ là do những bài hát vừa rồi là hành của bạn Yến Trang. Mời hai bạn. Hey, vẫn trang điểm cay la, thật xanh điêu, da trắng mịn màng tự nhiên, dưỡng da giữ ẩm, mưa mụn cùng chống nắng nữa. Wow, thật tuyệt. Phấn trang điểm Kai La, cả ba màu xanh điệu. Kai La. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ hai của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Xin chúc mừng bạn Đăng Khôi và bạn Hồng Ân đã bước vào vòng thi đặc biệt này. Xin có lời khen ngợi hai bạn, nhất là bạn Hồng Ân, bạn khá bình tĩnh cũng như là tạo điều kiện cho bạn Đăng Khôi đã diễn tả được rất là nhiều. Cố gắng duy trì cái điều bình tĩnh đó ngay cả của cả hai bạn. Các bạn hãy cố gắng trả lời hết tất cả 6 chủ đề theo thứ tự từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Nếu chủ đề nào khó các bạn có thể cho qua, còn thời gian thì chúng ta sẽ quay lại để tiếp tục trả lời. Nếu một chủ đề trả lời đúng, các bạn sẽ được số điểm tương ứng từ 200 đến 700 điểm. Sau 60 giây các bạn trả lời đúng hết tất cả 6 chủ đề, tổng số điểm thưởng sẽ là 5.000 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng. Ở vòng thi này chúng ta có một nội quy khác với vòng thi vừa trải qua. Điều trước tiên là bạn Đăng Khôi không được dùng tay để diễn tả, để cho chắc ăn, để bạn không bị những phản xạ tự nhiên phải không? Chúng tôi cột tay bạn vào đây. Nếu anh cột là tay em sẽ chúng tôi biết vậy cho nên chúng tôi phải để cái này cột tay vào, không được dùng tay để diễn tả nhé. Rồi điều thứ hai là không được dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê, để cho dễ nhớ mình, những lời mình nói ra ở vòng này nó sẽ là một danh từ hoặc là một cụm từ ngắn hoặc là một động từ, một tính từ. Nói chung nó không phải là một câu hoàn chỉnh, không được nói bằng những giới từ như thì mà là cái gì đó vân vân. Điều đó dễ dẫn bạn đến những cái câu bạn gợi ý, bạn lưu ý điều đó. Hai bạn còn điều gì phải hỏi thêm không ạ? Em sẵn sàng rồi ạ. Sẵn sàng chưa? Rồi cứ phát huy như vòng vừa rồi. Chúc hai bạn thành công nha. Không, anh cố lên nha. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Cần Thơ, Long Khánh. Các tỉnh Nam Bộ. Các tỉnh phía Nam. Cần Thơ, Long Khánh. Sài Gòn. Bỏ qua, bỏ qua. Cái gì mà bỏ qua, bỏ qua.
tập cái gì, tập buổi sáng tốt cho sức khỏe, thể dục. Một bản cải lương liệt kê đất. Liệt kê bạn hãy dùng từ liệt kê. Bỏ qua. Các đậu chè đậu bắp. Tôi dễ dàng hiểu rằng và dễ rất là thông cảm với bạn Đăng Khôi. Tại vì bạn cũng biết bạn Đăng Khôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Chỉ mới vào Nam chúng ta cũng được một năm mấy thôi phải không ạ? Mà hôm nay lại ngay những chủ đề nói về miền Nam Bộ. Bởi vì chúng ta kỷ niệm ngày 23 tháng 9 là ngày Nam Bộ kháng chiến. Cho nên bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Cụ thể là các tỉnh miền Tây Nam Bộ, bạn nói Cần Thơ thì tôi đồng ý, nhưng mà bạn nói Long Khánh thì không phải. Tuy là em không đoán được nhưng mà có thể qua chương trình hôm nay thì em sẽ được hiểu được nhiều hơn về miền Nam, về nhiều hơn về Nam Bộ. Bạn vẫn còn một cơ hội nữa nếu bạn chiến thắng ở vòng thi kế tiếp, nhưng mà không biết bạn Yến Trang có đồng ý hay không thôi. Và xin chúc mừng cho hai bạn gặp ở may mắn ở vòng thi lần sau hơn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với lần thi thứ hai của phần thi khám phá kim tự tháp. Tương tự như vòng thi vừa rồi, chúng ta cũng có 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Thảm lá me. Hai đầu nỗi nhớ. Điều chỉnh tốc độ. Muôn mặt đời thường. Vui khỏe. Và chủ đề cuối cùng ở vòng thi này là nghệ thuật thứ bảy. Tất cả những quy định của vòng thi này vẫn không có gì thay đổi. Và lúc này thì hai đội đã có những người đồng đội mới. Bạn Hồng Ân lúc này là một đồng đội của bạn Yến Trang, và bạn Vũ Long là một người chơi mới của bạn Đăng Khôi. Xin chúc cho sự hoán đổi vị trí này mang đến cho các bạn một kết quả tốt đẹp hơn, cụ thể là số điểm cho thật là cao. Chúng ta sẽ đến với chủ đề đầu tiên. Chủ đề này dành cho đội bạn Yến Trang. Mời bạn. Em chọn chủ đề vui khỏe. Chủ đề vui khỏe. Gợi ý của chủ đề này như sau. Các loại sân. Sân này, sân khấu. Sân bóng đá, sân rồi sân golf. Sân tennis. Có sân si nữa nha. Lưu ý nha, nhiều khi trong đáp án chúng ta cũng có nữa không chừng. Các bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Sân để thể thao á, có ba từ. Sân để hát. Sân khấu. Sân dạy. Sân bóng chày. Không không, banh á, banh với cái vợt. Sân tennis. Sân có cái cây dài. Sân gôn. Sân gôn thường có cái gì? Gỗ. Xanh xanh á. Cỏ. Sân như vậy. Bỏ qua. Sân để đi ra nước ngoài. Chúc bài. Chủ đề đầu tiên dành cho đội bạn Đăng Khôi. Mời các bạn chọn chủ đề. Tụi em đã thống nhất là chọn muôn mặt đời thường. Chủ đề muôn mặt đời thường. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những sân khấu kịch và cải lương tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Sân khấu những con số 5B. Sân tiếng Anh Edicam. Sân bỏ qua. Sân đường một tên đường. Tên đường mà Trần Đạo. Hồ con rùa rẽ vô hồ con rùa. Bỏ qua. Sân khấu ở một cái quận mà trên đường sân khấu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Sân khấu mang tên thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh. Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Một cái tên đường rất đẹp nhưng mà hiện nay chưa có sân khấu này. Chúng ta chỉ có sân khấu Sài Gòn mà thôi. Sài Gòn, tức là sân khấu của anh Phước Sang. Bây giờ chúng ta đến với chủ đề tiếp theo. Chủ đề này dành cho đội bạn Yến Trang. Mời các bạn chọn chủ đề. Dạ đội em thống nhất chọn chủ đề thảm lá me. Thảm lá me, nghe cũng lạ quá thôi. Bạn nghĩ thảm lá me là gì? Nghĩ chắc là công viên quá. Thảm lá me là công viên. Ở đây coi nó là gì, chúng ta coi gợi ý đi ha. Dạ. Gợi ý của chủ đề này như sau. Đúng rồi các bạn ạ.
các công viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Tháng 2, 3 tháng 2 là chợ đêm. Công viên Kỳ Hòa. Hai chữ. Công viên hai chữ cuối cùng. Kỳ Hòa, Kỳ Hòa. Ở đường Cách Mạng tháng 8. Cách Mạng tháng 8 là Lê Thị Riêng. Rồi. Đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai là Nguyễn Thị Minh có Khai. Có hai chữ. Cái gì guitar? Cây cây đàn guitar của đại đội 3 đó phải không? Ý bạn nói là vậy gì phải không? Tao đàn. Tao đàn, đàn đó. Đúng rồi, nó ở Nguyễn Thị Minh Khai. Và đối diện với đường gì à? Trương Định phải không? Dạ, gần Trương Định. Gần đường Trương Định. Dạ. Đúng rồi, đó là công viên Tao Đàn. Các bạn đã trải qua tất cả là ba chủ đề. Chủ đề thứ tư là dành cho đội bạn Đăng Khôi. Mời các bạn chọn chủ đề. Chọn chủ đề điều chỉnh tốc độ. Có nhanh quá không à? Giờ điều chỉnh lại phải không? Điều chỉnh tốc độ, gợi ý của chủ đề này như sau. Các loại phương tiện di chuyển thông dụng trong thành phố. Quá dễ phải không à? Đâu có bao nhiêu loại đâu. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Xe này, xe Honda. Để chở nhiều khách. Mua vé. Xe bus. Đúng rồi. Xe mà có đồng hồ để đo tiền. Hay gọi gì đây? Xe gì? Tiếng Anh ra xe taxi. Đúng rồi. Xe gì có người ngồi sau đạp. Xe xích lô. Đúng rồi. Xe gì học sinh hay đi học á? Xe đạp. Không được nhắc từ xe. Trời ơi, còn một cái. Là gì ạ? Còn xe một loại xe nữa. Xe lam. Các bạn đã trải qua tất cả là 4 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau. Đội của bạn Đăng Khôi được 6 điểm và đội bạn Yến Trang được 8 điểm. Chúc mừng cả hai đội. Chúng ta còn lại 2 chủ đề. Chủ đề kế tiếp dành cho đội bạn Đăng Khôi. Tụi em thống nhất là sẽ lấy chủ đề nghệ thuật thứ 7 ạ. Nghệ thuật thứ 7. Mời các bạn lắng nghe gợi ý của chủ đề. Những điều không thể thiếu được đối với một bộ phim. Và đây cũng là chủ đề có điểm thưởng. Các bạn cũng biết là cần phải làm gì để đạt điểm thưởng rồi phải không ạ? Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Đầu tiên để thành lập một bộ phim là gì? Viết kịch bản. Kịch bản. Người mà điều hành mà bộ phim lớn nhất của đạo diễn. Người mà diễn trong bộ phim. Cái mà quay phim, máy quay. Cho diễn viên để mà cách chơi đờ mặc để diễn trang phục. Đèn ánh sáng. Đúng là đèn, nhưng mà đèn nó để làm gì? Phát ra ánh sáng, là chiếu sáng thôi, gọi là anh từ trong bê phim gọi là ánh sáng. Bây giờ chúng ta đến với là chủ đề cuối cùng là hai đầu nỗi nhớ. Chủ đề này dành cho đội bạn Yến Trang. Các bạn cùng lắng nghe gợi ý của chủ đề. Những cây cầu ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cầu ở gì? Gần sân bay á. Gần sân bay. Thôi bỏ qua. Cầu mà món chua ngày Tết ăn. Cầu Kiệu. Bỏ qua. Bỏ qua. Cầu ở đường Điện Biên Phủ. Cầu ở đường chạy lên. Cầu Văn Thánh. Cầu hình vàng. Cầu chữ Y. Cầu ở ngoài Thủ Đức. Cầu ở ngoài Thủ Đức. Cầu Sài Gòn. Thủ Đức đi lên thẳng đường Giang Thắng đi đó. Cầu Bình Triệu. 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 Chúng ta đã trải qua tất cả là 6 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau. Đội của bạn Đăng Khôi 10 điểm. Và đội của bạn Yến Trang 11 điểm. Tiếp tục bước vào vòng thi thứ 2 một lần nữa. Bạn Hồng Hân, may mắn đến với bạn 2 lần. Hơn quá, hơn có 1 điểm mà. Xin mời hai bạn. Hãy bắt đầu ngày mới với Kyla nhé. Sữa rửa mặt trắng da Kyla với vitamin B3 tinh chất hoa cam thảo làm da trắng dần lên. Sữa tắm trắng da Kyla có thêm chất xuất sữa tươi giúp da mình ngày càng trắng sáng mịn màng đầy sức sống. Kyla. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi cuối cùng của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Xin chúc mừng một lần nữa
bạn đối với bạn Hồng Vân là hai lần. Dạ. Bạn Yến Trang coi như là cũng thỏa ước mơ rồi phải không? Thỏa rồi anh. Vòng khám phá, vòng chinh phục kim tự tháp đều đã trải qua hết. Nhưng mà có một điều rất đặc biệt ở vòng này là bạn Hồng Ân, do bạn hai lần bước vào vòng thi đặc biệt này cho nên tổng số điểm thưởng nếu bạn trả lời đúng hết tất cả 6 chủ đề sẽ là 10.000 điểm chứ không còn là 5.000 điểm nữa. Wow. Điều đó tương đương với giá trị tiền thưởng là 10 triệu đồng. À, giống như bạn Đăng Khôi ở vòng trước thôi, thai của bạn bỏ đây. Bị trói lại. Đúng vậy. Chắc không ảnh hưởng gì nhiều đâu ha? Dạ chắc là không. Và bạn lưu ý là không được dùng bất cứ câu nào để nghĩ, chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê mà thôi. À, chúng ta nhớ một lần nữa là chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ. Dùng câu là chúng ta dễ dàng đi vào gợi ý và điều đó là vi phạm nội quy và chúng ta sẽ bị mất điểm. Chúng ta sẽ nghe một cái tín hiệu rất là khó chịu, phải không ạ? À? Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Ruộng nông dân thôn quê, đồng quê. Ruộng nông dân Cần Thơ, lúa cày. Ruộng nông dân lúa cày quê, động vật con trâu. Rộng lúa vườn đất ruộng. Bỏ qua. Xăm ba cha 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 tăng các vô. Các vũ điệu nhảy. Bỏ qua. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Gửi thư bưu điện thành phố. May quá, vừa kịp trả lời đáp án cuối cùng cũng là đáp án có số điểm cao nhất. Nhưng mà sẽ tiếc nhiều lắm, đúng không ạ? Dạ. Chúng ta đã bỏ qua một ba chủ đề. Nếu mà đạt hết ba chủ đề đó nữa thì là chúng ta có 10.000 điểm rồi, đúng không? Tiếc lắm, bây giờ các bạn cũng hãy nhìn xem nè. Câu lạc bộ bóng đá khi chủ đề này được mở ra, tôi thấy bạn Yến Trang cười rất là khoái chí. Tôi nghĩ bạn ra trúng tủ cho ai nè, bạn cho quà. Em chưa bao giờ xem bóng đá. Là không coi coi bóng đá không? Dạ, gặp Đồng Tâm hay gì nhưng bạn, mà... Bạn Ân, bạn có biết câu lạc bộ bóng đá nào không ạ? Manchester, thấy chưa? Trong giải quân năm. Do chủ đề đầu tiên, chủ đề là con trâu, cho nên nó lấy đi các bạn quá nhiều điểm, thấy không? Các bạn còn lại tất cả là bao nhiêu ạ? 1.300 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.300.000 đồng. Chúc mừng hai bạn. Sau đây xin mời hai bạn Đăng Khôi và bạn Vũ Long cùng bước lên sân khấu với chúng tôi. Bạn cũng thỏa mãn rồi đúng không? Lên đây một lần rồi. Còn bạn chỉ có hơi tiếc chút xíu là bạn Vũ Long của chúng ta nãy giờ chỉ có chứng kiến thôi chứ chưa có được ngồi trên đây. Nhưng có lẽ là do đầu tiên gặp bạn Yến Trang thì hơi khớp chút xíu. Dù sao bạn Yến Trang cũng quá... am hiểu về game rồi không à, cho nên là rất là dạng, nhưng mà bạn lần đầu tiên cũng hơi bối rối một xíu. Hôm nay thì Khôi nghĩ rằng là phái nam sẽ nhường cho phái nữ. Chắc cho... vậy. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lại coi mỗi thành viên có được bao nhiêu điểm. Trước tiên đó là bạn Vũ Long với số điểm là 800 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 800.000 đồng. Chúc mừng bạn. Người thứ hai là bạn Đăng Khôi với số điểm là 950 điểm, 950.000 đồng. Chúc mừng bạn. Và bạn Yến Trang với số điểm là 1.500 điểm, 1.500.000 đồng. Chúc mừng bạn. Cuối cùng đó là bạn Hồng Ân, cao nhất, tại vì bạn là hai lần bước vào vòng đặc biệt, số điểm là 1.650, 1.650.000 đồng. Chúc mừng bạn. Và ngoài ra các bạn còn nhận thêm những phần quà của nhà tài trợ, đó là nhãn hàng Kayla. Đây là những sản phẩm của nhãn hàng Kayla. Đây, xin dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn. Tấm rồi, sợi đen. Đây, tặng bạn. Đã văn về tấm, tấm rồi, sợi đen. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi và xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn được thành công trong công việc của mình. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kim Tự Tháp đến đây là kết thúc. Chương trình được thu hình tại nhà hát trung tâm Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi được sự tài trợ của nhãn hàng Kayla. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn.
Chuyện Cải ơi do hãng phim truyền hình TFS thực hiện, chuyển thể từ truyện ngắn Cải ơi và Biển đời mênh mông của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. DVD phim truyện Cải ơi hiện được Trung tâm Dịch vụ Truyền hình phát hành tại các đại lý và nhà sách trong thành phố. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 8299045.